của hòn đảo Yên Bình xuất hiện những hiện tượng lạ. Quả dừa bằng nhựa rơi từ trên cây. Những con nhện chân bằng hút bò quanh nhà. Cá lớn từ hộp xốp cùng bao ni lông bơi dưới biển. Những điều kỳ quặc cứ liên tục diễn ra. Đội thám tử Mỹ quyết tâm lên đường tìm câu trả lời. Nhưng cuộc phiêu lưu không dễ dàng. Bí mật được ẩn giấu nơi con quái vật khổng lồ. Liệu lòng tốt, sự dũng cảm cùng tình yêu thiên nhiên và đảo lớn có vượt qua quái vật giận dữ và tìm ra sự thật? Hãy cùng đội thám tử Nhí, Châu, Bình, An tham gia chuyến phiêu lưu lý thú và tìm hiểu những bài học môi trường siêu bổ ích. Một sản phẩm giáo dục sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em về vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa. Hãy cùng đón đọc truyện tranh Bí ẩn của đảo lớn ngay hôm nay!